nhằm giảm bớt rủi ro giúp cho bà con ngư dân đánh bắt thủy sản an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch trao tặng áo phao đa năng cho 1.000 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi bộ áo phao cứu sinh trị giá 1,2 triệu đồng, gồm áo và phao bơi, bộ áo liền quần để giữ ấm, nón bảo hộ đầu, mặt và tay, giày và kính chuyên dụng, vớ cốt tông giữ ấm bên trong và vớ cao su bọc ngoài để chống ướt, găng tay, gương, còi báo hiệu cấp cứu, đèn pin và thực phẩm khô. Với bộ áo phao cứu sinh đa năng này, trong trường hợp khẩn cấp do bão lũ hoặc do tai nạn rơi xuống biển, ngư dân sẽ được bảo vệ trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ. Hỗ trợ cho mình là từ gió bổ, là tàu bị hư đồ, là mình mặc bộ đồ ni vô nó có nổ cho người mình nó đỡ nguy hiểm hơn. Xưa nay làm gì có cái bộ đồ như này, khi làm biển từ lần ra mà có được cái bộ đồ với cái phô cái hộ này biết có càng đồ, chúng tôi chỉ có mua phô không đây thôi chứ không đang đi mon vô thôi. Chỉ là nếu mà nhà nước quan tâm được cái này thì chúng tôi cũng rất cảm ơn, biết là chân thành là cũng trông đạt lắm, chứ bởi vì rằng đời sống là đi biển là phải có cái này là bộ quần cái mộng của mình. Chương trình trao tặng áo phao đa năng cho ngư dân do nhóm thiện nguyện chia sẻ sharing chủ trì phối hợp với Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai cho ngư dân 11 tỉnh thành ven biển từ Nghệ An đến Khánh Hòa. Riêng ngư dân Đà Nẵng được trao tặng 1.000 bộ. Do tình hình dịch bệnh nên thay vì tập trung trao quà hỗ trợ, Hội chữ thập đỏ thành phố chia từng đợt về tới các phường. Từ tháng 7 đến nay đã có hơn 600 người dân được nhận túi áo phao Đà Nẵng. Quận Sơn Trà và quận Thanh Khê là hai địa phương có số ngư dân đông nhất của thành phố Đà Nẵng này. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã tiến hành cấp phát được cho 4 phường, trong đó cấp phát được 5 phường, trong đó Thanh Khê chúng tôi đã cấp phát được 3 phường và Sơn Trà chúng tôi đã cấp phát được 3 phường, chỉ còn lại một phường, đó là phường Nại Hiên Đông, là cái phường có số ngư dân đông nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thì theo kế hoạch thì khoảng 14-15 tháng 11 này chúng tôi sẽ cấp phát. Tại các điểm trao tặng, ngư dân đã được cán bộ Hội chữ thập đỏ trực tiếp hướng dẫn các bước sử dụng bộ áo phao nhằm đảm bảo các thao tác mang lại hiệu quả cao nhất. Đây là món quà có ý nghĩa nhân văn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của ngư dân khi đánh bắt xa bờ, đồng thời là nguồn động viên để ngư dân bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.